Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây. Thì hôm nay con cũng có dịp mình ghé lại đây là quán mai vàng của chú. Trước đây con cũng có quay một số cây mai lớn ở trong vườn của anh Sĩ ha, để cho quý cô chú tham khảo. Thì hôm nay quay trở về đây cũng tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú có hai cái cây, một cây sọp ha, cây túc của cô chú, với một cây si búp hồng để cho mình lựa chọn. Cũng mong được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý cô chú. Mình có yêu thích mai vàng thì mình xuống đây ha, ngay thị xã Long Mỹ ha, quán mai vàng. Một số cây rất là đẹp luôn, lớn nhỏ có đủ luôn. Thì hôm nay giới thiệu đặc biệt, clip này chỉ có hai cây thôi quý chú, một cây sọp khủng này ha. Cái cây này thì quý cô chú miền Trung Bắc mình gọi là cây túc. Đây. Một cây si búp hồng. Đó, hai cây đều rất là đã quý chú. Cây này thì nhỏ hơn nhưng mà cây này cũng nét lắm không. Rồi để chi tiết hơn thì mời quý chú gặp anh Sĩ ha, anh giới thiệu chi tiết cho mình rồi anh báo giá cho quý cô chú tham khảo luôn. Rồi em dạ. Chào anh Sĩ ơi. Rồi chào Khánh. Dạ. Chào cô chú anh chị trên kênh Lục Tỉnh miền Tây. Rồi bữa nay mình giới thiệu với cô chú anh chị là hai cây. Dạ. Cây này là cây sọp. Còn bên đây là cây si búp hồng, là cây gừa của miền Tây mình đó cô chú anh chị. Dạ. Cây sọp này khá to anh ha. Dạ, to lắm Khánh ơi. Đó, anh đứng rồi, cô chú không thấy người luôn. Một cây sọp khủng, cây túc lớn của chú ơi. Rồi mình đo chiều cao giúp em luôn anh Sĩ. Rồi. Tổng chiều cao đó tầm vô đây, từ mặt đất lên. Từ mặt bầu đi Khánh. Dạ. Mét 7 rồi Khánh ơi. Dạ rồi, mét 7 anh Sĩ ha. Rồi. Rồi sẵn mình đo cái thân trên đó luôn, cái thân mọn cốt này luôn giúp em đi. Đúng rồi. Này ảnh mới cắt lại đâu chú. Mình rồi mình đo vị trí hào đây đi ha. Dạ. Cái này 74. 74 rồi. Rồi tiếp tục lòn thước ở đây được không anh? Thí dụ mình lòn hay là mình đo ngay này. Đo từ cái cổ này xuống dài xuống đây giúp em cái này. Đây à. Đúng rồi. Ở đây là 101. Cái này mình tính là cái bộ đế đó đi ha cô chú. Nó sổ xuống là 1m1 anh ha. À, 1m1. 1m1. Rồi. Cái hoành này đo làm sao đây anh? Cái này mình đo bài ngang đi cái này. Anh dắt cái thước bỏ thước đó giúp em luôn đi. Đó. 120. Dách ngang đó là tới đó luôn. Cái này mình trừ hao đi 115 thôi. 115 thôi anh hả? Bị nó hơi dùng thước nè. Tại mình không kéo thẳng được. Dạ. Đây nè heo chú. Rất là to luôn ha. Nguyên cái bệ dách nó cuộn nó dính nhau đặt khến luôn anh ha. Nó đặt hết đặt nguyên khối luôn. Nguyên một khối luôn. Nếu mà thước dây anh gịch tới đây lên tới này bề ngang của trên này giúp em cái luôn. Cái này 92 Khánh ơi. Dạ, 92. Rồi. Con đi qua đây vòng cho mình xem ha. Cái này rất là to. Dạ, cổ ha chú. Nó có những cái điểm lũa của nó nhưng mà nó kiểu nó cũng có ôm cây khác nữa anh ha. Này cái này nó có ôm cây mà khác, làm như cây nó mục. Nhỏ. Cái cây trong này nó mục rồi, cái thân cây ở trong á. Ngày xưa nó quấn vô cái cây gì á. Nguyên một bệ rất là đã của chú ha. Ở dưới này có một số cái chân cành sẵn luôn nè. Cũng dễ phối cây nữa. Qua đây ôm là cả hai người anh ha. Có hai người hai người à? Hai người ôm mấy giáp. Nó lớn nhưng mà đặc biệt là ít có một lũa không chú, ít có một bọng ha. Cây này khá là liền lạc đặt. Cái ngọn này thì mình cắt lại rồi bắt đầu mình đưa vô mình tạo luôn ha. Ở đây có một cái điểm này nè chú, ở đây có một cái thân ha, nó bị vậy này. Mình tháo cái này ra luôn là ok nè chú. Tại vì nó cũng không ảnh hưởng nhiều hết. Chú thấy đây, nó có hai phần riêng biệt. Phần này mình tháo bỏ luôn. Cho lộ cái mọc cốt này ra luôn anh ha. Cái này tại vì mình mới đem về mình cắt sơ bộ lại. Cây này rất nặng của chú ơi. Rất to nè. Anh đứng phía sau lại giùm em cái nữa anh Sĩ à. Đó. Dạ rồi, cây này nếu mà báo giá giao lưu là giá nhiêu đây anh Sĩ? Cây này anh giao lưu với giá là 10 triệu, bao ship 200 km hết. 10 triệu ship 200 km. Còn xa hơn thì mình thương lượng lại anh Sĩ ha. Đúng rồi.
Dạ. Xa hơn thì ảnh vẫn ship cho mình nha cô chú, nhưng mà mình thương lượng phí ship tại vì cây này rất là to nặng ha. Bầu ghim nha cô chú, bọn này là bầu ghim. Cây to khủng nhưng mà những cái điểm lũa nó cũng nó nằm nó giấu hoặc là nó rất là khéo cô chú. Thí dụ cái này nè mình tháo ra thì nó không ảnh hưởng gì tới cái cây hết. Tháo ra nhìn thẩm mỹ hơn nữa. Dòng nữa cho mình xem ha, phía bên đây. Đó. To. 10 triệu anh ha, xếp 200 cây. Rồi một cây 200 cây. Sộp lọc đỏ, một cây túc. Dạ, rồi, tiếp tục qua đây luôn. Một cây si búp hồng anh ha. Cây si búp hồng là ở vùng miền Tây mình là kêu cây gừa. Cây gừa. Đây là cây si búp hồng. Dáng này cũng như một cái con thú vậy anh ha. Cũng là bầu ghiên nha cô chú. Cái này cũng khá là to. Đó anh ôm. To đặc và cũng không có một lỗ gì hết, cây liền cây của chú ơi. Đặc biệt khéo. Có cái lưng. Cọng ghế buông. Chân cành ở đây nó đóng cũng đúng anh ha. Đúng. Ở đây đúng. Lấy cái mặt sau cũng có một cái chân cành luôn. Rồi mình đo giúp em luôn anh ơi, chiều cao luôn. Đo chiều cao đi ha khách. Dạ. Tới đỉnh là tới mặt bầu này là 110. Dạ, 1m1. 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 Rồi, hoành eo luôn đi anh ơi. Ngay đây nè. Hoành thân eo đó đi. Ngay đây ha. Dạ. Cái này là 73. Ngang hoành eo nè. Dạ rồi, 73. Còn đo trên này luôn đi. Một cốt trên đó luôn đi. 47 46 đi. Rồi tổng cái đế này luôn. Tổng cái nồi đế này luôn. Ngang trên đó đi. Chắc tầm khoảng 1m8 không à. Đây rồi cái này khoảng 1m8. 1m8. Còn dưới này là to hơn, ra khoảng 2 mét mấy không chú? Cái này dưới này có 2 mét, 2 mét mấy. Thước cái bên này còn cao lắm. Cái này khoảng 2m1. Dạ. Mặt lưng nè. Này lai thú rồi chú ơi. Chân cẳng ha. Nếu mà mình sắp chân ra thì nó cũng nhìn như con thú. Rồi được anh xía. Cái bầu này chắc cũng cả 8-90 vậy ha. Cái bầu này để em đo bề ngang thử. Ngang bầu là 95. Dạ. 95. 95 ngang rồi. Mặt bầu. Đây không chú, si búp hồng, một cái số cái điểm này. Đó. Tự cuốn này vậy nè. Và cái đọt đó nè cô chú. Để hai ly nước à. Rồi. Liên lạc anh ha. Là liên lạc. Liên lạc không có mục, không có bọng gì hết. Cái mặt lưng đây. Rồi cây này giá sao đây anh ơi? Cây này anh giao lưu với giá là 6 triệu. Bao ship, cây này bao ship nó gọn nè, bao ship toàn quốc được. 6 triệu luôn anh Sĩ ha, ship toàn quốc luôn cho mình luôn ha. Ship toàn quốc luôn. Cây này thì cho đi cô chú toàn chị chơi luôn. Cây này đẹp lắm cô chú. Cây này dáng thú quá. Nguyên cái lưng. Nguyên cái lưng. Nguyên một bệ đặt lưng rồi ha. Dạ. Rồi 6 triệu anh ha. 6 triệu. Mình cây này mình bao ship toàn quốc. Dạ, ship toàn quốc luôn. Rồi, quay trở lại cây này anh đo cái đường kính bầu giúp em cái. Đường kính bầu chiều dài cái bầu này á. Cái chiều dài hết cái bầu ha. Dạ đúng rồi. Cái này 1m4 hết này. 1m4 luôn nha quý cô chú. Cây này rất là to ha, hai cây hôm nay giới thiệu hai cây thôi. Dạ, rồi được anh Sĩ ơi. Rồi dạ. Con xin nhắc lại luôn, anh giới thiệu hai cây, một cây sọp. Đây là cái sọp lớn, cây này thì 10 triệu ha, ship 200 km. Rồi. Còn cây si bên đây thì là 6 triệu anh ha. 6 triệu, cây đó bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi, mình cũng kết thúc luôn anh Sĩ ha, hôm nay giới thiệu hai cây thôi. Rồi ok. Rồi con cũng chào quý chú ha, hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những clip tiếp theo trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây.